Just kidding! Come on! Bây giờ đang là 8 giờ sáng và mình đang chuẩn bị đồ đạc để thực hiện một chuyến bay khá là dài từ sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội đến sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. Chuyến bay sẽ kéo dài trong khoảng 4 tiếng giờ bay và sẽ bay qua tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, thành phố Thượng Hải và sau cùng sẽ là đảo Jeju, Hàn Quốc. Kính đề nghị quý khách thắt chặt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế và cùng mình enjoy cái moment này nhé. Bật mí là ngày bay hôm nay trùng với ngày sinh nhật của mình đấy. Trong lúc đợi một chiếc máy bay khác hạ cánh, mình với anh cơ trưởng đang thảo luận một số vấn đề trước khi bay. Trong máy này, anh cơ trưởng sẽ là người lái và mình sẽ là người hỗ trợ.
minimum. Retard. Drive. Yes. Spoilers. Sau khi hạ cánh, mình và cơ trưởng sẽ bàn giao chặng bay về cho một tổ bay khác. Mình và cơ trưởng sẽ ngồi phía sau khoang khách để về lại thủ đô Hà Nội. Trong lúc đang dọn dẹp đồ đạc thì anh tiếp viên trưởng có tặng mình một món quà sinh nhật rất ý nghĩa. Happy birthday to you, nobody likes you, you look like an animal, go back to the zoo. Rất cảm ơn tổ bay và các anh chị tiếp viên đã hỗ trợ mình rất nhiều trong chặng bay này. Còn bây giờ thì mình sẽ ra khoảng khách phía sau để nghỉ ngơi cho chặng bay kế tiếp. Rất cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi chuyến bay của mình ngày hôm nay. Hãy chia sẻ cảm nhận của mình ở dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên cho mình một lượt like, một subscribe để cùng mình khám phá thêm nhiều chặng bay thú vị nữa nhé.